xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình IBC đang đến với chương trình tìm hiểu về lĩnh vực địa ốc tại miền Nam California do chị Bảo Khanh và Tuyết Nha phụ trách. Tuyết Nha xin chào chị Bảo Khanh. À, mến chào dạ. Tuyết Nha và mến dạ. chào quý vị khán thính giả. Làm sao rồi chị trong tuần vừa qua làm sao? <laughs> thấy tình hình như thế nào? <laughs> anh thấy nó im ắng Tuyết Nha ơi. Dạ. Nhà không có nhiều nhà lên thị trường đâu. Nguyên ngày hôm qua mà anh thấy chỉ có ba bốn cái mà toàn là coi như là đủ bao nhiêu thành phố luôn mà chỉ có cỡ năm cái chứ dưới 10 cái đó các bạn ạ. Ở dưới quần cam đây á thì chúng ta thấy là trong mấy ngày vừa rồi thì nó lên cũng 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 tương đối, cũng tương, tương đối. đối. Ha, dạ đúng dạ, đúng dạ. Cũng, cũng cũng tương đối. tức là cũng có nhiều nhà lên và ừ. một số là bị uh, bị fail cái astro rồi mới lên lại. À, nhất là, là cái khu Westminster dạ nhà dạ, market. Rồi một số thì giống như Tùng vừa rồi đăng uh, nhưng mà chưa bán được thì ừ. nó giờ vẫn còn thành thử khi mình thấy cái trên cái cái map á ừ. thì nó vẫn show lên là active active cũng khá là là nhiều. Dạ. Yeah. Ờ à, đúng rồi, active thì vẫn còn nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà ý là cái nhà mới lên á mà mới list lên zero day on the market á à. thì hiếm quá. Yeah. Nhưng mà những cái nhà mà hiện giờ mà vẫn còn ừ. active trên thị trường là nên là biết là thực một thứ nhất là, là nhiều khi là cái nhà nó để giá quá cao, yeah. tức là nhà không có sửa sang gì, tức là nhà cũng cũ mình vô ừ. mình phải sửa mà lại để giá nhà quá cao thành ra mới bán không được không thích nhau. Dạ, ra là rồi. tình hình bây giờ nó cũng <laughs> nhiều nhà lắm, có nhiều người nói, ôi tôi thấy nhiều nhà mà cô. Nhưng mà thật sự dạ. cái nhà mà mình muốn mua đó thì mới thì, là đúng rất rồi, khó. đúng rồi. Rồi mình muốn mua, rồi Vừa nó cái nằm gì? ở trong cái cái cái, uh, cái bất khả của mình. năng của mình nữa hay không nữa đó là một cái vấn đề quan trọng nhất nữa. Thí dụ như là có một uh, bạn là gửi cái uh, tâm sự, tâm tình nữa <laughs> mà muốn chia sẻ đến quý vị như sau, đó là em mới mua về miền Nam Cali đang tìm hiểu để mua nhà, em mới qua Mỹ gần 2 năm chưa đủ điều kiện để uh, mượn nhà băng nên chỉ có khả năng tìm nhà từ 600 tới 700 ngàn. Mỹ Kim, em cần tìm nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà không quá cũ. Hiện nay em đang đi thuê nhà ở Garden Grove, cũng đang có công an việc làm ở đây. Em cũng rất ưng khu này, tuy nhiên em biết khả năng tài chính của mình. Vậy nên em nhắm nơi xa xa, cách trung tâm người Việt 30 tới 40 phút như Riverside, Corona. Nhưng mà mong là trường học uh, cấp 3 tốt thì uh, có cái khả năng như vậy được hay không. Thì thưa quý vị, khi mà chúng nhiều vị mà ở tiểu bang khác để em đi về đây đó hoặc là mới từ Việt Nam qua 2 ba năm thì nhà băng cũng trong này chỉ nên nói là mới qua 2 năm chưa đủ điều kiện mượn nhà băng nhà băng giống như là những cái nhà băng lớn, Bank America này kia thì có thể khó có. nhưng mà nếu mà qua cái lender qua những cái lender bình thường bên ngoài thì vẫn có thể được có chứ thể. không phải là không được. là tiền lời nó sẽ cao hơn đúng rồi. Được. tại vì mình không có công an việc làm rõ ràng hay cái gì đó bây giờ Tập mới, mới có, job, có, có job lắm. luôn rồi ừ, nó cũng mới, đang có job mà còn mới, tại... Dạ. tại vì nhà băng bình thường lúc nào cũng require là phải 2 năm đi làm. Dạ. Còn bây giờ nếu mình có một năm đi làm thì nó cũng được Nhưng mà đương nhiên nó phải lấy lại Nhưng chỗ mà khác là cái, tiền lợi cao Nhưng mà vì cái thông tin đưa ra rất là ít Tuy nhiên theo cái câu nói nhà Em mới qua 12 năm chưa đủ điều kiện mượn nhà băng Nên chỉ ừ. mua được nhà từ 600 tới 700 Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đủ để trả tiền mặt 600 tới 700 phải không? Bởi vì nói là chưa, chưa đủ điều kiện để mượn nhà băng Nên mua ừ. nhà 600, 700 mà thôi Có nghĩa rằng là nếu cái này là mình suy đoán thôi nha, tại vì cái thông tin nó chỉ ít ỏi chỉ có vài câu như vậy, thì nếu như mà nói là không mượn nhà băng được cho nên chỉ mua nhà được sáu bảy trăm, nghĩa là, là tiền có cash rồi. đúng rồi có nghĩa là trong nhà băng đó đã có sáu sáu trăm tới bảy trăm cái tiền down payment muốn mua trả một lần, ừ. thì nếu như mà với sáu trăm tới bảy trăm mà tiền cash đã ready để mà mua đó, thì vẫn có thể mua tại Garden Row theo như là cơ công an việc làm ở đây và theo như sở thích Uh -huh. tại vì cô này cô ở Garden Grove và rất là ưng cái khu này uh -huh. rồi cũng có công an việc làm ở đây nhưng mà nghĩ là mình chỉ có 600-700 bảy mua không không Đúng được rồi. tuy nhiên cái 600-700 này đã là cái tiền cash thì tôi nhiên nghĩ là làm luôn rất là rồi. rất là dễ chứ không đến độ làm khó đâu ừ. tại vì mình phải đau kiểu, tới kiểu nhiều tiền như lời vậy cao một tí thôi một, nó nhưng, cũng nhưng tại mà tại vì nếu lịch mà, lịch mà nhiều Garden đâu. Grove với Westminster này thì đương nhiên nhà là phải là cỡ chín trăm một triệu đúng rồi chín trăm một triệu mà ví dụ như lương tôi lôn có ba trăm ngàn thôi. Yeah, thì thì cái số lượng cũng ba trăm ngàn mà với công an việc làm ổn định cái lôn ba trăm ngàn thì tôi nha nghĩ cũng không đến độ là quá ừ. quá mức để mình 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 phải trả hàng tháng nếu như có công an việc làm ổn định ừ. phải không? Thì đúng rồi. Yeah. Đó hoặc nên là, nên là hoặc là mình có thể uh, uh, nếu như muốn có thể mình tìm một cái thao hao chẳng hạn cái Trong... cổ đã nói cô đã có việc làm chưa chị làm có rồi ở đây. có job ở đây đây à, nè có chót em đang mà ở cái chấm ở đây đông thấp rồi cũng đang có job ở đây rất là ưng khu này đó thì ừ. bây giờ nếu như mà mua mà ở xa Riverside mà, thì mình nếu mình nhắm là mình chuyển cái công an việc làm lên đó ừ. còn nếu mà từ Riverside mà mỗi ngày mình đi chạy xuống Garden Road để làm việc thì nó hơi <laughs> hơi, hơi khó khăn, khó khăn mà rồi. Rồi. Dạ, kẹt xe, Cho nên ha. mình phải suy nghĩ thật là nhiều trước khi mình đưa Đúng ra rồi. quyết định ừ, giờ mà hỏi Bảo Khanh hết Tuyết Nha thì dựa trên những cái thông tin ít ỏi đó thì mình cũng chỉ đưa ra những cái tham khảo những cái Đúng điều rồi. để mà quý vị ra với tham khảo nói là thôi. chắc chắn nhất thì chỉ muốn khuyên câu này là vậy có nghĩa là gom hết giấy tờ ừ làm loan trước Thử. để coi khả năng mình bao nhiêu. Nhưng Đó. Mà cô nói vậy chắc cô cũng nhiều khi cô không biết cô đã làm lôn chưa. chưa. Thì cô nói lại nhắm có nghĩ khả là... năng mượn lô vô nhà nhưng mà thực sự nếu muốn thì cứ, cô cứ gom hết giấy tờ đầy Đúng đủ là khai thuế nếu có đi làm ừ. có khai thuế chưa nếu mà chưa có đủ một năm tức là làm mấy có mấy tháng ấy, yeah. thì at least là cũng phải có mấy cái pay stop đúng rồi đúng rồi chỉ cần giữ mấy cái đó thôi là có quý vị với lại tại đau nhiều mà thì chắc chắn ừ. nhà băng nó sẽ cho mượn nhưng mà yeah. vấn đề là Bên là nó, là nó sẽ nhà băng lúc nào có cán thì đương nhiên nó bị mất cái này mình không có cái kia đương nhiên nó sẽ có tiền lời thường thường ảnh hưởng đến tiền lời không ạ bởi vì quan thôi. trọng là điểm tín dụng của quý vị ừ, này của à. chị này hay là em này nó như thế nào nữa thành thử ra là, uh, nếu mà là tuyết nhà thì sẽ đi ra thẳng lender Ừ. Mình shop vào coi, coi thử cái ừ. là mình được approval là cho bao nhiêu uh -huh. Nếu mà không được thì thôi Nhưng mà Tuyết Nha nghĩ là phải được Tại vì cái trường hợp này rất là nhiều Những cái lender uh -huh. họ sẽ offer rất là nhiều Những cái điều kiện, điều kiện để cho mình có thể làm được cái loan Đúng yeah. rồi, Khanh thanh nghĩ chắc chắn sẽ được Chứ cái điều đó là nó sẽ lấy lại là rồi. Nó đó yeah. lấy tiền lời cao thôi dạ. Rồi sau đó, đó, thí dụ như mình có 600-700 ngàn Mỹ Kim trong nhà băng Thì thay vì mình đau hết Mình có thể đau thí dụ 500 ngàn đi uh -huh. Là cũng 50% cái nhà rồi rồi còn lại một trăm hai trăm ngàn mình để mình làm vốn hoặc làm cái này làm kia nữa rồi rất là nhiều những cái điều kiện thuận lợi thí dụ như là nếu mà mua nhà single house mình lại tính cái chuyện adu để mình share bớt cái cost mình cho mướn thì ừ. mình share bớt cái tiền mortgage thì nó có nhiều cái con đường để quý vị đi nếu mà quý vị muốn ở lại lại ngay tại ừ. Garden Grove, Garden Grove này. Dạ, hoặc là thí dụ như là uh, xa xa hơn tí xíu nhưng mà vẫn ngay Orange County. Khen nghị dạ, Anaheim, thì... trời ơi, 700 đúng rồi. Cash thì cái nghĩa là Anaheim rồi. Xa xa hơn xíu ờ, Tustin, nhưng mà nè. Dạ, Santa Ana. Dạ, đó là nếu mà là thật sự muốn tại Garden Grove hoặc là ừ. muốn tại khu vực oxy để mà thuận tiện đi làm còn nếu mà nghĩ là ồn thôi bây giờ muốn trả ốp một lượt thôi thì quý vị có thể nghĩ tới chuyện là mua cái townhouse hoặc là condo ừ. ở ngay Garden Road hoặc là Anaheim, Westminster vân vân. Rồi còn nếu như mà nghĩ là thôi bây giờ chỉ muốn đi Riverside hay Corona thì lúc đó mình tính tiếp lên mình đó, mình tìm có cái job ở trên đó là như thế nào, học khu ra sao Và nhà cửa trên đó có phù hợp với mình hay không Mình có thể lên đó để mình đi vòng vòng xem ừ, như thế nào rồi. trước sự mà nói, Rồi mình mới di chuyển cái lên Cái học khu đó rất là quan trọng, đúng là những đó. cái vùng xa xa thì học khu thường thường nó cũng Như chẳng hạn như Santana, học khu đâu có bằng Garden Grove không? Garden yeah, Grove hiện tại như là 8-9 điểm là, phải đúng không? Đúng rồi, one of the best Potter Valley yeah. là 10 phải không? Um, bây giờ thì Garden Grove hiện tại theo như đứa nhà biết là, là ai 19. cũng là muốn Garden Grove hơn là những khu khác ở vòng vòng tại vì giá nhà? tương đối yeah. rồi trường học lại tốt. Chứ yeah. dụ như Fanshawe Valley thì trường học mình biết là tốt nhưng mà giá nhà nó cao quá phải trên một triệu rồi. Yeah. Và... Còn cao đường rô thì giá nhà Đúng tương đối à. dưới, còn có yeah. dưới một triệu mà trường học cũng tốt lắm quý vị. Vâng và chỉ còn có hai phút để uh, chúng ta kết thúc phần 1 cho nên xin gửi đến quý vị một số những cái listing trong tuần này. Uh -huh. yeah. Trước tiên là khu Alhambra giá là chín trăm tám mươi chín chín trăm chín mươi chín, ba phòng ngủ, hai phòng tắm nhà cũng rộng quý vị 1590 square feet lot size cũng trên 5.000 thì uh, giá là 989.999 ừ. ở khu Alhambra yeah. thì nhà nó cũng vẫn còn chủ ở thành ra nhưng mà nó cũng sửa sang dọn sạch dẹp sạch, sạch sẽ rồi quý vị rồi. là mình có thể vô mua in condition rồi từ từ mình có thể muốn làm gì thêm thì yeah. làm nhưng sàn nó cũng đã làm sàn gỗ hết rồi yeah. bồn tắm cũng sạch sẽ đúng rồi nhà ở Alhambra thì cũng có một cái vườn nhỏ nhỏ dạ yeah. thì đó nhà cũng wow. giống như ở trên đồi nhỉ dạ yeah, dạ yeah. <laughs> và căn tiếp theo là ở Monrovia thì nhà này thì uh, giá cũng trên một triệu quý vị ạ à. không vậy là căn khác rồi căn này là 939 000 ngàn có 3 phòng ngủ 1.75 phòng tắm Nhà thì rộng 1.244 square feet Lot size thì là 7.512 square feet Giá là 939 000. Dạ. Ở thành phố Monrovia, nhà thì cũng đã sửa sang sạch sẽ hết rồi. Sàn cũng đã làm sàn gỗ thì có như cũng tiện lắm quý vị, sạch sẽ. Dạ. Ừ. Nhà ở Monrovia. Thì ừ. Monrovia thì đó nó cũng gần ở um, Arcadia. Ừ. Nó nghe Freeway 210 á mà trường dạ. học thì là can biết cái khu này đó là trường học 8 điểm. Oh, dạ và chúng ta trở lại với Westminster căn này mới list lên là 995.000 Mỹ Kim 4 phòng ngủ 3 phòng tắm diện tích ở là 1680 square feet và diện tích đất là 6257 square feet căn này cũng rất là gần ngay gần Phước Lộc Thọ nó nằm ngay trên đường Bosa và Newland đó thưa Các quý vị <laughs> và nhìn rất là đẹp cái thiết kế của nó từ bên ngoài vào chúng ta thấy là ngay cái cái khu nhà neighborhood cũng đẹp chung đẹp đều đó và bên trong cũng rộng rãi 1680 square feet để ở, nó chia ra tới 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Lot size cũng tương đối là 6 square feet ngay tại trung tâm Lido Sài Gòn, ngay trên đường Bonsa luôn thưa quý vị. À, mua căn này thì tới khi mà coi diễn hành tết hay là cái ừ. gì này kia <laughs> mình chỉ cần đứng đi bộ ra một vòng xem thôi ha. Không cần kiếm chỗ đậu xe dạ. không? Trời ơi, tết là kiếm chỗ dạ. đậu xe mệt lắm. Dạ vâng. Và thưa quý vị ồ uh... oh tính uh, xa ao nhưng mà vẫn còn thêm một căn nữa ở Westminster căn này thì tương đối rẻ hơn 959.000 à, căn này 3 phòng ngủ 2 phòng tắm diện tích ở là 1.226 square feet và lot size là 6.000 square feet quý vị thấy nó chênh lệch giữa hai căn đó căn uh -huh. kia thì là 995 căn này 959 và căn kia thì bốn phòng ngủ ba phòng tắm căn này ba phòng ngủ hai phòng tắm bên kia rộng hơn một xíu uh -huh. thì nó nó, nó list mắc hơn nó list nó nghĩa là start thôi tức là bắt đầu với giá đó uh -huh. căn này thì nó lại gần với lại um, uh, phố Lộc thọ hơn tức căn thọ này hơn. ngay phía Sa và mặt nolia tức là các uh -huh. căn kia một một block đường căn này đi bộ ra chợ ABC cũng được nữa tại nó <laughs> nằm ngay sau chợ ABC luôn tiện oh, dạ. lợi quá hả? rất là thuận tiện cho quý vị nào muốn ở ngay trung tâm đi đô sài gòn hả? dạ yeah. uh -huh. vâng và, và kính thưa quý vị đó là một số những listing và uh, những cái tâm sự của quý vị gửi đến cho chương trình tuần này chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại để gửi đến quý vị phần 2 với những câu trả lời và tư vấn khác xin mời quý vị đón xem